Đăng quang chưa lâu nhưng Huỳnh Trần Ý Nhi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Cô chia sẻ rằng trong khi mọi người cùng tuổi dành thời gian vui chơi uống trà sữa, thì mình đã thành Hoa hậu, đồng thời vừa học vừa làm. Trước phát ngôn này, vận động viên bơi lội Nguyễn Hiếu Kim Sơn đã bày tỏ quan điểm không đồng tình. Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè, trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi. Ngay sau đó, các thông tin về Nguyễn Hiếu Kim Sơn được cư dân mạng tìm kiếm và chia sẻ. Được biết Nguyễn Hiếu Kim Sơn sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Khi mới là cậu bé 5 tuổi, Sơn đã được ông ngoại cho đi học bơi vì muốn cháu tự bảo vệ bản thân. Trong thời gian này, Sơn thể hiện rõ tài năng bơi lội, lọt vào tầm ngắm của các thầy và được nhận vào huấn luyện ở quận. Năm 2017, khi mới 15 tuổi, anh chàng tham gia SEA Games 29 và giành những thành tích ấn tượng. Năm đó, Kim Sơn giành huy chương đồng nội dung 400m tự do nam, lập kỷ lục vận động viên trẻ nhất giành huy chương tại SEA Games. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 ngày sau, anh chàng gây bất ngờ khi giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Đặc biệt với thành tích 4 phút 12 giây 22, Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 14 năm trước đó. Sau kỳ SEA Games thành công rực rỡ này, Kim Sơn nhận về rất nhiều sự chú ý và khen ngợi của giới chuyên môn lẫn truyền thông. Anh chàng còn được đặt cho nickname Thần Đồng Bơi Lội, trở thành niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam. Tuy nhiên ở các kỳ SEA Games tiếp theo, Kim Sơn không giành được thêm huy chương vàng cá nhân nào nữa. Tại SEA Games 31 và 32, anh chàng có thêm 2 huy chương vàng đồng đội ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam. Trong suốt thời gian đến với bơi lội, Kim Sơn cũng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, giành nhiều huy chương. Nam vận động viên này cũng từng chia sẻ mục tiêu tham gia thi đấu tại Olympic 2022 và không ngừng nỗ lực để đạt được điều này. Với lịch trình thi đấu và tập luyện đặc thù, Kim Sơn gặp khó khăn trong việc duy trì lịch học văn hóa. Thậm chí có thời gian anh chàng bị đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi, câu chuyện này từng gây tranh cãi ít nhiều. Hiện tại Kim Sơn đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Với những thành tích đã được, anh chàng được Đại học Duy Tân trao tặng học bổng 90% cho toàn khóa học. Ngoài ra, Kim Sơn cũng tham gia thi đấu cho đội BN United 1 team PUBG Mobile.